Rồi, coi đẹp kìa. Đó là màu tím đúng không? Đúng rồi, ngày hôm nay mình mặc áo tím. Vì sao các bạn nghĩ tới màu tím thì các bạn nghĩ tới khoai môn hoặc là quả sim. Quả sim là nổi tiếng ở Phú Quốc. Thì ngày xưa mình cũng có đi Phú Quốc một lần duy nhất với gia đình. Hôm đó thì mình đi resort. Nó rất là đẹp. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ăn đặc sản Phú Quốc nha mọi người. Anh ơi, cho em một tô bún kèn nha anh. Món đầu tiên, bún kèn, khối kèn. Thật ra món bún kèn mình có thể gọi là bún kèn hoặc là bún kèn, là gốc từ nước Campuchia mà vào Việt Nam thì biến tấu lại. Hình như theo đúng vị ở Phú Quốc thì nó sẽ béo hơn nhiều, có nhiều nước cốt nhiều ở trong, mà ở đây thì nó nhẹ hơn. Nếu mà bạn nào mà muốn ăn á thì các bạn có thể ăn ở số 49 đường Chợ Lớn, các bạn tới đó ăn nha. Ở đây thì ngay bây giờ thôi. Hôm nay có sả nè, cá nhỏng với lại màu vàng là màu bột nghệ. Hôm nay có hến nữa. Mình nghĩ là ở đây á mình nên bỏ một chút ớt. Mà nhìn sơ sơ ở ngoài thì tưởng đâu giống như trứng bằm gì luôn. Ở dưới thì có đu đủ. Ở trong đây có sốt dưới nè. Thì ngon rồi. Mà tôi có bao nhiêu. Đi Phú Quốc thì có rất nhiều đồ ăn ngon lắm á. Nhưng mà mình thì ăn toàn là món ăn trong buffet. Hơi giống giống vị cà ri á. Mình thấy cái miếng đầu tiên với lại miếng còn cuối cùng thì ngon nhất. Miếng ở giữa là ok, fine. Mình ở đây sốt nhiều nhưng mà ở Phú Quốc thì người ta sẽ làm mà béo hơn. Mà ở đây thì đỏ béo hơn. Là mình tăng cái vị cay một chút ở đây. Lúc đầu mình ăn kiểu không có ớt nha. Sau đó mình bỏ một chút ớt xong mình ăn thưởng thức. Mà mình chưa bao giờ ăn món này không? Béo nhờ, nó béo ngon á. Ok, thì mình đã tới Hồ Ngựa Vấp để ăn bún quậy Phú Quốc. Nhìn cái màu là nhớ Phú Quốc liền, tại vì nó biển nè, xanh xanh như. Còn một cái điểm đặc biệt cái quán này là khi nào mà xe quẩy thì nhân viên sẽ quẩy theo. Vệ sinh ở đây tốt nha, muỗng đũa đều sạch, không còn thông qua bằng khăn giấy nè. Cái hủ tâm với lại cái hủ tiêu nó khác biệt rõ ràng nên là không có bị hiểu lầm như trước nha. Really nigga. Giờ mình sẽ lắp lên xin. Ớt tươi, nguyên liệu ở trong cũng tươi nè. Mình không có dùng rau ở đây, chắc là nghe lời tiên của mình theo ý trời. Còn các bạn thì tự hiểu nha. Ok, thì nhà hàng này thì mình thấy cực kỳ đơn giản nhưng mà vào trong thì không hề đơn giản. Các bạn thấy được là menu thì nó cũng đơn giản nhưng mà có rất nhiều loại. Chả cá, chả tôm, mực, thịt bò. Càng phối hợp nhiều thì càng mắc hơn. Giá rẻ nhất ở đây là 30.000, mắc nhất là 55.000. Và các bạn thấy được là trên bàn của mình thì có rau sống và ớt tươi. Còn cái này là sốt, nhà hàng tự pha rồi. Còn đây, đây là mấy đặc điểm đặc biệt. Các bạn có thể yêu cầu nhân viên ở đây là mình tự pha. Ở đây thì có muối, có bột ngọt và ở đây có đường. Thì mình có thể chọn tỷ lệ. Cái vị này nó hơi mặn sẵn rồi. Mình nghĩ là cũng không cần nghĩ tới bột ngọt đâu. Nhưng mà mình sẽ pha cho vui. Một chút muối này. Đây là bột ngọt nha, một chút thôi. Đường là tầm cỡ này. Đó. Mình bỏ ớt vô đây. Nên thử ha. Đây là vừa chua vừa ngọt. Còn cái này là vừa chua vừa cay. Nói chung là hai cái đều nó khác một chút. Coi như là mình có hai sốt ha. Cái này giống như của Hàn Quốc. Kalguksu. Kalguksu, kalguksu. Mình lấy nước sốt xong rồi mình rửa lên nha. Chảy. Giờ mình sẽ ăn theo đúng hướng dẫn. Ớt. Mình rửa 1/2 nhưng mà mình rửa ít thôi. Rửa lên và ăn thôi. Thường người ta ở đây không thích chấm. Chấm cũng được nhưng mà người ta thích rưới hơn. Mình nghĩ là thật ra là mấy cái chả mực rồi tôm đều là ăn không thì cũng đủ. Cái vị trong đó nó đã thể hiện 100% rồi. Mình cảm thấy cái chả này là
làm tự nhà này. Thường thường là người ta trả mà mua sản phẩm đông lạnh là người ta nó làm cái hình tròn sẵn rồi. Và cái này thì chắc chắn là tự làm và cái vị nó cũng rất là tự nhiên như mình làm món Vũng Tàu. Mình múc cái mực mà trong đây có cái chay ớt luôn. Giờ mình sẽ cắn một miếng ăn luôn. Đúng là mình rới cái sốt của cái nhà hàng thì nó khác thiệt. Nó vừa ngọt và nó vừa chua. Vì cái đặc á làm cho cái vị hải sản nó giảm xuống và nó ngon hơn. Có vẻ là nó dễ ăn hơn thì phải. Trong này có nhiều hành lá này. Nước liệu này là nó như là giấy trắng. Nước liệu nó vị ra như nào là trên vào cái món mà mình đã chọn. Hay. Nhưng mà có vẻ cái này nó gần giống như cái phở Hàn Quốc. Ăn rất là dễ. Với lại bún này là nó làm từ gạo mà. Dễ tiêu hóa hơn. Ok, mình đã tới bánh căng nghệ Phú Quốc rồi. Giá tầm 35.000 trở lên. Và market là 60. Và mình có thể phần thêm. Phần thì có nghệ chả cá thu tôm tít. Ok, bây giờ trong đây có bestseller có hai cái bánh căng nghệ tôm tít và hồ tiêu nghệ. Ở đây bánh căng là dùng bột mì hay là dùng bột gạo? Bột gạo hả? Ok, chơi luôn. Vậy cho em bánh căng nghệ tôm tít nha. Dạ, một phần 45.000. Món ở đây cũng biến tấu theo khẩu vị ở Sài Gòn. Đúng ra là món này thì không nên dùng chanh. Hồi trước thì dùng chanh có hạt nha, nhưng mà nó chua lắm. Mà khác nào cũng vắt mà không để ý độ chua. Nên là chủ quán đổi cái chanh mà không có hạt. Đương nhiên là có hạt thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà không có hạt để làm gì. Để cho khách vắt mà giảm độ chua để giữ được cái vị chuẩn đó. Đây là tôm tít. Người ta lấy cho mình cái bùi. Trong đây cũng có thịt luôn. Người ta lấy vỏ rất là chuyên nghiệp đó. Với cả là cái tôm tít này hơi nhỏ so với cái trên hình. Thật ra là tôm tít nào cũng vậy, tôm tít nào cũng xuất hiện trên menu là nó đọc lên 3-4kg giống Uxi. Nhưng mà Uxi nhìn ở ngoài đời thì Uxi ốm hơn khoảng 3-4kg. Thì tôm tít cũng giống như Uxi vậy đó, nhìn ở ngoài đời nó nhỏ xíu à, trên hình thì vẫn. Ở đây ghệ thì mình nói được là cực kỳ tươi. Này các bạn xem nè, đấy độ mềm nó mềm lắm đó. Cái này không phải là cái xương đâu các bạn ạ, cái này thịt đó. Thấy không? Đó, cái màu này thể hiện được là ở đây tươi. Với lại cái tôm tít này nhìn có vẻ giống như là đồ hải sản tuyệt chủng. Nó lạ nè. Ghẹ cũng nhiều nhưng mà không to lắm. Nhưng mà ghẹ nó càng nhỏ thì càng ngọt và càng chắc hơn. Một chút chanh. Ok, ngay bây giờ mình sẽ thưởng thức nước liệu. Cái này cũng thơm ấy. Cái này, này nó mềm như bột năng vậy đó. Này, ăn thử tôm tít nha. Cà rốt, rau, giá. Ăn một nồi bánh căn, cho mình ăn một chút ghẹ một miếng thôi mà nó bù được cái vị trong cái miệng mồi luôn. Mình nhỏ xíu mà nó vị ngọt chăng đầy trong miệng của mình. Hay, tuyệt vời. Mình nghĩ là topping thì tôm tít thì mình thấy dài nha, có cái ngắn có cái dài. Còn cái miếng ghẹ á thì hơi nhỏ và hơi ngắn so với cái trên hình. Nhưng mà mình bất ngờ một điều là nó rất là nhiều so với cái trên hình đó. Thậm chí là những cái tô này này là ăn gần cuối cùng thì đâu có thấy ghẹ đâu, đúng không? Không thấy luôn. Mà ở đây được thấy rất nhiều, đó là điểm đặc biệt. Ăn khá là ngon miệng và giá thì 45.000 mình thấy cũng hợp lý. Ba quán mình hôm nay đi đều là ăn được hết các bạn ạ. Giá cũng ổn, dưới 50.000 hết trơn á. Mà có hơi tiếc một chỗ là hơi xa từ quận nhất nè. Một cái là quận Gò Vấp, một cái là ở quận 6. Nên là ai mà gần quận đó thì may mắn. Còn lại thì có duyên thì sẽ gặp thôi. Nhà hàng này có hai lầu. Nhưng mà hình như là mọi người thích ăn ở dưới thôi, không chế thoáng mát. Bên kia thì có view villa.
thấy mấy cây đang nhún nhảy nè. Ăn xong rồi các bạn à, mùi thơm cảm thấy vẫn chưa đói, không quá nhưng mà phải về. Và ở đây 10 phần trở lên giao hàng miễn phí luôn các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Si, và mọi người thích quán nào hay là mọi người thích đi quán nào nữa thì các bạn nhớ nói cho mình biết nha, để mình đặt và để mình đi chứ. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình.